Sáng cùng ngày, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài. Đây là trường đóng trên địa bàn trung tâm xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Yên Châu. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài đón 235 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 621 học sinh ở 13 lớp. Đánh trống khai giảng và phát biểu chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị trong năm học mới, nhà trường tiếp tục tăng cường đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học gắn với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn.